Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 và mừng Xuân Mậu Tuất 2018, sáng ngày 18 tháng 2, tức là ngày mùng 3 Tết Mậu Tuất, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đã tổ chức giải bóng chuyền nam nữ mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự giải có 10 đội bóng chuyền nam, 6 đội bóng chuyền nữ đến từ 16 thôn bản trong xã. Với 160 vận động viên thi đấu vòng tròn loại trực tiếp chọn các đội vào vòng thi bán kết, chung kết. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân, với tinh thần thể thao, đoàn kết, giao lưu học hỏi, các vận động viên của các đội đã tham gia thi đấu sôi nổi, nhiệt tình với những pha bóng đẹp, thu hút đông đảo các vận động viên và khán giả tham gia cổ vũ. Đây cũng là dịp để các thôn bản trong xã tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe để lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho các đội bóng đạt thành tích cao trong thi đấu. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lào Cai vừa phối hợp với Tổ công tác Biên phòng Nam Mo tổ chức đêm giao lưu Xuân Biên Cương. Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ hát về mùa xuân, ca ngợi người lính, tình yêu quê hương đất nước, thu hút đông đảo người dân địa phương đến chung vui. Đây là món quà đầy ý nghĩa dành tặng cán bộ chiến sĩ biên phòng và đồng bào nơi biên cương Tổ quốc nhân dịp đón chào năm mới Mậu Tuất. Lãnh đạo Đảng ủy phường Lào Cai, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tổ chức tặng 100 bánh chưng cho bà con nhân dân trong khu dân cư và cùng giao lưu trong màn đại xòe đón chào một mùa xuân mới hạnh phúc và ấm no. Đêm văn nghệ đã tạo không khí sôi nổi hào hứng gắn kết tình quân dân ngày càng sâu đậm. Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành triển khai rà soát và ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan và danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan. Theo đại diện Bộ Tài chính, trong năm 2017, các bộ quản lý chuyên ngành đã tích cực phối hợp với Tổng cục Hải quan rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý và kiểm tra chuyên ngành. Đến tháng 12 năm 2017, số lượng văn bản được sửa đổi bổ sung theo yêu cầu đạt 86%. Một số bộ ngành khi ban hành văn bản đã đưa ra quy định miễn giảm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, trao đổi dữ liệu thông tin, chuyển thời điểm kiểm tra sang sau thông quan. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với 10 bộ ngành thành lập và đưa vào hoạt động 10 điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại 8 địa bàn quản lý hải quan là thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Ngãi. Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục cải tiến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng áp dụng phương pháp quản lý rủi ro, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Ngoài ra, ngành hải quan sẽ tiếp tục điện tử hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, kết nối chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành với Cổng Thông tin Một Cửa Quốc gia và Cơ chế Một Cửa ASEAN. Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam được Bộ Y tế triển khai nhằm hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Chính trị Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đến nay, sau 5 năm triển khai, tỷ lệ người Việt Nam dùng thuốc nội đã tăng lên đáng kể. Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam được Bộ Y tế bắt đầu triển khai cuối năm 2012 là một giải pháp hiệu quả giúp ngành dược nước nhà phát triển bền vững. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đều tăng. Tại tuyến tỉnh, trước khi thực hiện đề án, tỷ lệ sử dụng thuốc trong nước là 33,9%, nay đã tăng lên 35,4%. Tỷ lệ tương ứng ở tuyến huyện là 61,5%, nay là 69,4%. Đặc biệt, nhiều tỉnh đã vượt mục tiêu đề án khi tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước tại tuyến huyện lên đến 80%, tuyến tỉnh trên 60%. Đồng thời, sản xuất thuốc trong nước đã đáp ứng được 50% nhu cầu thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân, cung cấp 10 trên 12 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Các nhà máy dược phẩm cũng đầu tư nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thiết lập đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng để sản xuất cả nguyên liệu kháng sinh, vaccine, sinh phẩm, các dạng bào chế công nghệ cao. Nhờ vậy, chất lượng thuốc ngày càng được nâng cao, hình thức đẹp không kém thuốc ngoại nhập, giá thành rẻ hơn.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang được xem là hướng đi tất yếu để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và năng suất nông sản, từ đó tăng thu nhập, cải thiện mức sống cho người nông dân. Đây là gần 40 hectare rau của Hợp tác xã Nông nghiệp Mai Anh và nông dân huyện Sapa được sản xuất theo quy trình canh tác an toàn. Không thuê được nhiều đất ruộng, Hợp tác xã đã hướng dẫn nông dân quy trình canh tác, đồng thời thu mua lại sản phẩm cho bà con. Cách làm này đã tạo ra một mối liên kết bền vững giữa Hợp tác xã với hàng trăm hộ dân địa phương. Khi liên kết cùng trồng rau an toàn, nông dân không lo về đầu ra cho sản phẩm, giá thu mua ổn định, mà quan trọng nhất là bà con được tiếp cận với quy trình sản xuất hiện đại theo hướng công nghệ cao. Ngược lại, hợp tác xã cũng có cơ sở để ký được các đơn hàng với số lượng lớn. Ra đây làm thì thấy như này thì về nhà vẫn làm được, hỏng được theo trồng như này được. Cũng có nhiều người muốn trồng rau để bán ấy. Giờ ra đây làm thì về nhà mới biết làm để bán được. Nếu như bà con ở đây cấy lúa thì một năm bà con chỉ cấy được một vụ thôi. Như năm cấy rau, làm rau thì cấy được 3 vụ. Mùa hè thì nó có mưa nhiều, thì ta làm được nhà trong công nghệ cao thì cái rau màu của mình nó xong không bị thất thoát mùa đông rét mướt. Ta làm trong nhà công nghệ cao thì những cây rau nó vẫn đảm bảo phát triển. Còn đây là hệ thống trang trại Tâm Đức ở xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, nuôi tới 1.500 con lợn rừng theo hướng hữu cơ, trở thành cơ sở nuôi lợn rừng lớn nhất trong toàn tỉnh. Thức ăn chủ yếu của lợn rừng là cỏ voi và thân cây chuối. Để phòng chữa bệnh cho lợn, chủ trang trại cũng không dùng thuốc tân dược mà hoàn toàn là các loại cây có dược tính chữa bệnh. Quanh trang trại là hàng loạt cây thuốc nam như là chè khổng lồ, phèn đen, nhọn nồi, đinh lăng, lá mơ, lá ổi. Khi lợn có biểu hiện bệnh, người chăn nuôi sẽ cho lợn ăn những cây thuốc nam đặc trị. Lợn rừng nuôi là giống đã được thuần chủng nên không quá hung dữ. Tuy nhiên, phương pháp nuôi chăn thả tự nhiên vẫn được chủ trang trại áp dụng. Chúng tôi sử dụng những cái cây thuốc nam này gần như là nó thay thức ăn hàng ngày luôn cho con lợn. Thế nên là về cái phần chữa bệnh và cái phần đề phòng bệnh thì nó sẽ được cải thiện đáng kể. Là chúng tôi cũng rất muốn liên kết với những người dân ở xung quanh, nhưng mà cũng có những cái về như kiểm soát chất lượng và các quy trình thì bên tôi cũng chưa thể thực hiện được. Còn về định hướng lâu dài thì chúng tôi cũng có muốn mở thêm một vài trang trại nữa, nếu mà mình gọi là tìm được đầu ra ổn định và cũng được mọi người ủng hộ. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lào Cai đã dành ra gần 192 tỷ đồng để thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với mục tiêu đưa giá trị bình quân năm là trên 150 triệu đồng mỗi hecta ứng dụng công nghệ cao, tỉnh cũng quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các huyện Bắc Hà, Bát Sát, Bảo Yên, Bảo Thắng, Mường Khương, Sapa, Văn Bàn và thành phố Lào Cai. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phát triển cũng là cơ sở để Lào Cai thực hiện thành công chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa ẩm thực ngày Tết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam luôn hết sức đa dạng, phong phú và mang đậm những sắc thái riêng. Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc lại có những đặc sản, những món ăn truyền thống mang đặc trưng riêng. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với vùng cao Mường Khương để cùng thưởng thức những món ăn truyền thống ngày Tết của đồng bào Nùng nơi đây. Những món ăn rất giản dị nhưng cũng vô cùng đặc biệt và hấp dẫn. Đây là món khâu nhục, món ăn độc đáo và cầu kỳ bậc nhất trong các món ẩm thực truyền thống của người Nùng Mường Khương vào dịp Tết. Để làm món ăn này, phải mất tới vài tiếng đồng hồ, trải qua nhiều công đoạn và tất nhiên đòi hỏi cả sự khéo léo mà không phải người đầu bếp nào cũng làm được. Thịt ngon được pha thành từng miếng, luộc sơ rồi dùng tăm nhọn xăm kỹ. Sau khi được tẩm ướp gia vị đặc trưng, thịt sẽ được trao trong chảo dầu sôi rồi luộc lại trước khi trưng cách thủy cùng với nhiều nguyên liệu khác. Kết quả của những công đoạn ấy là một món ăn thực sự đặc biệt, đủ sức làm hài lòng bất kỳ thực khách khó tính nào. Trong ngày Tết Nguyên Đán thì có bao giờ trong món ăn của người Nùng thiếu cái món này không ạ? Không. Cái này có khi là mình gọi là điều kiện ấy thì bổ lợn thì đấy cũng làm cái món này, kể không mổ mình vẫn làm món này. Thì nếu mà theo như dân tộc bọn em thì gọi là thanh niên thì người độ tuổi, nếu mà đi theo đám cưới đám xin thì độ tuổi 18 thì ai cũng biết làm. Bởi vì ở đây những người
gọi là dân tộc ấy, thì gọi là một cái không nói được thì để tóc con chú này tự nhiên mà làm thôi. Không chỉ cầu kỳ trong cách chế biến, món ăn của người Nùng, đặc biệt là các món ngon ngày Tết, còn chứa đựng những ý nghĩa riêng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Người Nùng luôn coi trọng và mong muốn sự trọn vẹn đủ đầy, nên trong mâm cơm trang trọng dâng cúng tổ tiên, thần linh, luôn có sự xuất hiện của con số chẵn. Mỗi món phải đơm chẵn 2 bát, số miếng thịt trong một đĩa khâu nhục như thế này cũng không được là số lẻ. Nét độc đáo đó vẫn được người Nùng Mường Khương gìn giữ cho đến ngày nay. Qua một năm thì bước sang năm mới thì mình làm món ăn để dâng các cụ, để mỗi thứ là đôi ấy, mong muốn là sang năm mới có sức khỏe lại làm ăn phát đạt, cái gì cũng phải thành đôi thành cặp. Người Nùng ở Mường Khương hiện vẫn giữ được khá nhiều món ăn truyền thống, ngoài khâu nhục còn có bánh chưng đen, bánh phu thê, bánh khảo, những nguyên liệu rất đơn giản. Nhưng qua bàn tay khéo léo và tinh tế của người chế biến đã trở thành những món ẩm thực có sức quyến rũ lạ kỳ. Làm những món ăn truyền thống vào ngày Tết để dâng cúng tổ tiên, để anh em, con cháu tụ họp chung vui là một cách để người Nùng gìn giữ và trao truyền lại cho thế hệ sau những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Có mấy cái bánh bày xong là mình làm đủ cái thủ tục, cái truyền thống các cụ ngày xưa. Vâng, truyền thống thì lúc nào cũng phải giữ, cái truyền thống dân tộc mình thì lúc nào cũng phải giữ đến đời 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 sang đời, đời cháu xong rồi đến đời chất, đời con, đời cháu, đời chất, cũng phải giữ cái phong tục của mình, lúc nào cũng phải giữ phong tục của mình. Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai đã làm cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc Lào Cai có nhiều đổi thay và khởi sắc. Vậy nhưng, những phong tục, tập quán đẹp trong văn hóa của dân tộc mình, trong đó có văn hóa ẩm thực ngày Tết, vẫn được đồng bào các dân tộc thiểu số gìn giữ, góp phần làm giàu hơn, đẹp hơn cho bức tranh đa sắc của văn hóa Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.